phẫn nộ nữ hành khách, miệt thị giáp bai, như ăn mày xã hội. Mới đây, một nữ hành khách tại Sài Gòn đã khiến cộng đồng tài xế nói riêng, dư luận nói chung, vô cùng bức xúc khi có những cư xử thiếu văn minh, cùng lời lẽ nặng nề, miệt thị tài xế. Sự việc được tài xế này kể lại trên mạng xã hội vào tối qua ngày 3 tháng 7, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của nam tài xế, anh nhận được cuốc xe, đi từ đường Cộng Hòa về đường Lê Trọng Tấn, thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên khi đến đầu đường Lê Trọng Tấn, anh mới biết rằng, vị trí nữ hành khách muốn đến là số nhà 771, cách đầu đường, do định vị của hệ thống hiển thị. Đến 3 km. Khi về nhà, anh nhắn tin cho nữ hành khách, để góp ý rằng, chị nên đặt cuốc xe với vị trí cụ thể hơn, để tránh thiệt thòi cho anh em tài xế. Đáp trả lại, người phụ nữ cho rằng, anh kiếm chuyện để vòi tiền, sau đó mắng chửi anh té tát. Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là các tài xế công nghệ, nhiều ý kiến cho rằng, rõ ràng nội dung những tin nhắn, góp ý từ nam tài xế giáp rất lịch sự, tuy nhiên, phản hồi của nữ hành khách, thực sự khó mà chấp nhận được. Đặc biệt là lời nói, làm việc như mày nghỉ đi, mấy thằng ăn mày xã hội. Thực sự có những khách đi giáp, rất dễ chịu và hợp tác. Nhưng có những khách, thái độ không thể chịu nổi. Người ra góp ý nhẹ nhàng như vậy, mà cô còn sừng cổ, chửi mắng người ta. Đề nghị loại những khách này, khỏi danh sách của giáp, tài khoản Trung Anh bình luận. Đồng quan điểm nêu trên, nickname Hồng Linh cho rằng, người ta đi làm đổ mồ hôi, xôi nước mắt, chứ có xin đồng nào của chị đâu, mà chị gọi người ta là ăn mày. Lớn tuổi mà ăn nói thiếu suy nghĩ. Lại còn tủn mủn vài đồng bạc, thực sự ái ngại và xấu hổ thay cho chị. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến chia sẻ, động viên với nam tài xế, và cho rằng, chàng trai này thực sự quá hiền lành, nên mới để khách bắt nạt. Lần sau trả khách đúng điểm thôi em ạ. Đến nơi thu đúng số tiền, muốn đi thêm thì trả thêm tiền, thì đặt cuộc khác, một cư dân mạng chia sẻ. Hiện câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng,